Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh diễn ra vào sáng nay, ngày 15 tháng 2, nhằm sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 Nguyễn Văn Úc đề nghị từ những chuyển động bước đầu của công cuộc chuyển đổi số, mỗi sở ngành thí điểm lựa chọn triển khai từ 1 đến 2 mô hình chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý, góp phần thực hiện thành công các nội dung của đề án 06 trong năm 2023. Năm qua, Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống để chia sẻ nội ngành, ngoại ngành. Sở Thông tin và Truyền thông giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì cơ bản chúng ta trong năm 2022 là năm đầu, nhưng mà ta đánh giá ta đã triển khai tương đối tốt theo đề án 06. Các cái công tác chỉ đạo triển khai quán triệt, công tác chỉ đạo điều hành đến vấn đề cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo thì hầu như là ta bám sát theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo 06 của chính phủ. Ta làm chúng ta triển khai cũng được chính phủ, Bộ Công an đánh giá rất là cao trong cái thực hiện đề án 06 này. Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cho rằng việc cụ thể hóa đề án 06 ở địa phương trên các lĩnh vực để người dân nắm bắt, nhận thức đầy đủ chưa được thực hiện hiệu quả. Do vậy, ông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, tuyên truyền hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, giúp giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ, cơ sở dữ liệu phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, củng cố nâng cấp hệ thống mạng để đáp ứng yêu cầu xử lý công việc.